Tên? Dạ. Tên thì mẹ không về đúng không? Ed, con ở đây, sẵn kiếm thêm chút luôn ạ. Tên, cái này giao đúng ngày giao thừa nha. Sao chú sống muốn đúng giao thừa nhở? Vô đi, vô, vô. Đôi khi, lời mời nhỏ chân thành có thể làm nên cả mùa xuân của ai đó. Cùng Kinh Đô, Tết vui chuyện sum vầy.